thì thấy hình như là có cái sự ưu ái cho Hy Đúng nha. rồi. Ủa, sao vậy? Cái chùm bóng bên đây nó sát Hy quá, còn bên đây người ta phụ nữ mà nó hơi cao, thì bây giờ là mình đàn ông là thể hiện khúc này nè. Nói gì nữa giờ. Wow, cảm ghi ơn điểm, em. Ghi điểm rồi. Và bây giờ sẽ là 2 phút dành cho hai nghệ sĩ. Bắt đầu. Ôi, hay vậy. Hay vậy. Hay vậy. Đó. Hay quá, hay quá. Không thấy được. Ôi trời ơi, hay quá Hy ơi. Hai. Wow. Giả Tân Phát xin chào mừng tất cả quý khán giả đang đến với chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Và khách mời của chúng ta đó chính là diễn viên Phạm Hy và ca sĩ Lai Lan Ngô. Xin mời. Lời đầu tiên cho phép Lê Lan Ngô gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình Đấu Trường Ẩm Thực và xin chào Giả Tân Phát. Chào Lê Lan Ngô. À, mình là Phạm Hy và ngày hôm nay thì Hy cảm thấy rất vui khi một lần nữa được cùng với lại người chị đồng hương của mình tham gia chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Hy có nói là hai người là đồng hương với nhau. Đúng rồi. Là mình đến từ Ninh Thuận đầy nắng gió. Wow. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón đầu bếp Tuấn Anh. Xin mời. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Anh đến từ khách sạn Fusion. Hôm nay mình sẽ mang đến chương trình Đấu Trường Ẩm Thực một món ăn rất là hiện đại nhưng mà ngon, tiện và rất là dễ làm. Hiện đại, ngon, ngon, dễ làm. Dễ làm. Rồi, ngay bây giờ xin mời lên món. Wow. Món ăn này là món bò cuộn nấm sốt tiêu xanh. Cái món này á, đầu tiên là mình phải lựa cái phần ba chỉ bò, dùng nấm kim châm mình cuộn lại. Sau đó là mình áp chảo. Chưa có tẩm ướp gì đúng không? Không cần tẩm ướp, tại trong trong cái sốt đã có vị rồi. Quan trọng là tôi nghĩ khó nhất là cái sốt đó. Đúng rồi. Cái món này rất là tiện và dễ làm, thì mình có thể ra siêu thị mình mua cái sốt tiêu. Là nó bán sẵn luôn vậy đó. Dễ như vậy đó hả? Đúng rồi. Nhưng mà mình về mình phải biến tấu chế biến lại cho nó phù hợp, thì mình sẽ đập dập thêm tiêu xanh vào, pha thêm nước và đường cho nó cân bằng cái vị lại. Tại vì sốt tiêu mình mua mà nó hơi mặn, mình sẽ dùng bột bắp để cho bột cái dính bột bắp. Và trước khi đến với thử thách chính, chúng ta sẽ có một cái trò chơi nhỏ nhỏ, và nếu như nghệ sĩ nào chiến thắng ở cái thử thách này, chúng ta sẽ có quyền đó là được Tuấn Anh chuẩn bị hết tất cả nguyên vật liệu, rồi cái người mà thua đó thì mình sẽ... hả? Thua chỉ qua bên kia, tự nhiên chỉ qua đây. Không, bạn cứ đang nói chuyện ngay cái tầm thôi. Nhìn của tôi. Rồi. Gì đó. Cái người thua đó, đó. Sẽ phải hơi cực chút xíu. Okay. Người ta đi chợ này nọ, người ta lấy từng nguyên vật liệu á. Ok chưa người thua? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi. Xin mời. Nhiệm vụ của chúng ta đó là trong vòng 2 phút, cố gắng làm sao cầm cái bao bố, nhún nhảy, làm bể càng nhiều số bóng càng tốt. Thì thấy hình như là có cái sự ưu ái cho Hy đúng nha. Đúng rồi. Ủa, cái, sao vậy? Cái chùm bóng bên đây nó sát Hy quá. Còn bên đây người ta phụ nữ mà nó hơi cao, thì bây giờ là mình đàn ông là thể hiện khúc này nè. Nói gì nữa giờ. Ghi điểm, đúng điểm rồi, rồi. Và bây giờ sẽ là 2 phút dành cho hai nghệ sĩ. Bắt đầu. Ôi, hay vậy. Hay vậy. Hay vậy. Hay quá, hay quá. Không thấy được. Ôi trời ơi, hay quá Hy ơi. Hai. Wow. Trời ơi. Và như vậy chiến thắng đã thuộc về diễn viên Phạm Hy. Và bây giờ sẽ là thử thách dành cho hai nghệ sĩ. Xin mời.
Và chúng ta sẽ có 2 phút dành cho Layla đi chợ. Và với một ca sĩ thì cái độ khó nó sẽ tăng hơn. Người bình thường người ta đi chợ, người ta xách giỏ người ta đi thôi. Nhưng với ca sĩ thì mỗi lượt đi chúng ta sẽ chỉ được lấy một nguyên liệu. Nhưng không phải đi bình thường đâu. Chúng ta vượt qua những cái thử thách như thế này, cái đường zigzag ha. Và vừa đi, hồi đó nhà có chơi u không? Đi chợ mình cũng phải u giống như vậy. Nếu giữa đường hết hơi là mình phải đi về vị trí ban đầu. Ok, mình ca sĩ mà. Nhưng mà có được chạy không? Hay là đi? Không muốn chạy, muốn làm gì cũng được. Dạ. Mà đứt hơi là về đây nha. Ok. Cái gì chứ hơi là dư. Thì đó, ca sĩ mà tôi đâu có lo cái chuyện giống đó. Giống như luyện thanh thôi. 2 phút dành cho Layla, bắt đầu. Giờ lấy cái gì đây? Tiếp tục. Ủa, vậy không? Về đây, về đây. Đó rồi, giữa đường đứt hơi là phải đi về là lại từ đầu nha. Nghe rõ ràng ngưng rồi kìa. Thôi về, về đây, về đây. Về đây làm lại cho tôi. Mới nghe khúc dắt này là ngưng hơi rồi đó. Ca sĩ ơi, lấy hơi nào. Sắp hết giờ, sắp hết giờ, sắp hết giờ. Bây giờ hết giờ không quan trọng bằng hết hơi. Những tiếng u bắt đầu liệm dần đi. Cái gì vậy? Cái hũ này hũ gì? Sao một uống một lạng hơi vậy? Đây, để tiêu. Hết giờ. Thật sự thì tới thời điểm hiện tại thì Phát mới dám tiết lộ một điều là thật sự là cái yêu cầu của chương trình thì không có cái vụ đó là vừa đi vừa u. Ủa, thiệt hả? Cái đó là cơm thêm của Phát thôi. Tại thấy ca sĩ thì thường là mình hơi nhiều đó. Thì Phát xin thêm lên đi ngồi. xin lỗi ha. Quá mệt. Nhưng mà trộm vía thì cũng thấy cũng đủ rồi đó. Không những đủ mà thấy lấy còn dư nữa. Ừ ha, sao cái chén này là mình đựng cái gì đây? Mà Tuấn Anh kiểm tra lại nguyên liệu nha. Nguyên liệu chúng ta có bò, nấm, khoai tây, tiêu, sốt tiêu, bột năng và cải mầm. Thì nguyên liệu này đã đủ rồi. Rồi bên đây cũng đủ luôn. Dư. Đủ luôn. Dư cái chén luôn. Và bây giờ sẽ là 20 phút dành cho thử thách của hai nghệ sĩ. Xin mời. Trong thời gian 20 phút, hai nghệ sĩ phải tự thực hiện món ăn. Nếu gặp khó khăn, nghệ sĩ được một lần đặt thìa vàng để được sự hỗ trợ của đầu bếp trong 30 giây. Anh ơi, em xài 30 giây rồi. Cuộc tranh tài của đấu trường ẩm thực bắt đầu. Bên đây ta cuốn cũng rất là nhanh và đẹp. Ủa, nha. Ủa, xong rồi kìa. Hay quá vậy. Đây là bình thường có vô bếp không? Không, rất ít vô bếp và rất ít đi chợ. Ủa đẹp, trong lúc bây giờ là mình bắt chảo dầu được chưa ta? Mình bắt xe mình đi về luôn cũng được. Tạm gì làm mà bếp bỏ qua. Trời ơi, điệu nghệ ha. Trời, ba cái này. Mình nên chảy nó dài ra luôn. Này, anh đang gặp đôi nó lại đó, nó dài, nó sẽ khá lâu chín. Người sao chim bao không vậy? Ta thấy nó càng ngày nó càng rối vậy. Ráng chịu đi chứ. Trời ơi, bởi ta nói người sao quá. Chim bao vậy? Người đẹp cuốn cái cuốn, đẹp quá. Không. Đây nè, thấy không? Thôi. Nhìn đi, dài. Rồi tự ti. Trời nhanh ghê luôn á. Trời hay quá vậy chị. Đây ta khiêm tốn thôi. Ta nói người ta ít vô bếp. Để lúc mà ta làm, khán giả hú hồn. Đây là cuộn xong rồi nha. Trời ơi, xin lỗi, bên đây cũng xong rồi nha. Ôi, chẳng những người ta cuộn bò đẹp mà giờ người ta có thời gian, người ta cột tóc. Cuộn bò xong rồi cuộn tóc luôn. Cho miếng qua đây áp chảo. Tận dụng dầu nóng sẵn. Hợp lý. Thôi có giống có kinh nghiệm quá ta. Thì đã nói là có rồi, có làm rồi. Bên này mình chắc là mình phải bật dầu luôn chứ. Đúng rồi. Bật sao vậy Phát ơi? Anh cần gì lấy bếp? Lấy lửa nghề ra mình nấu đi. Mà mình để mỗi mặt khoảng 2 phút cho nó chín rồi mình lật lại. Trời ơi, đưa ba giao lưu đội bạn cái coi. Không có giao lưu, đi về bên kia. Trời ơi, quá vậy. Quá trời ơi, nghiệp luôn. Trời ơi, sao mày thấy mày đã làm cái mày áp lực cái gì vậy? Âm luôn. Thường làm cái thế này là vô bếp nhiều lắm nha. Chứ mà không biết là vô bếp là người ta đập từ trên ta đập xuống. Cái dầu ép xuống phía hả anh? Ủa, thì đập vừa dập tới thôi. Nè, thì vừa dập nè. Là anh sức đàn ông. Cái lực anh hơi mạnh. Đâu vô luôn chút coi. Ủa bên đây chiên từng. Ủa làm gì vậy? Từng lát. Làm cái gì vậy em?
Từ từ thì khoai nó cũng nhừ thôi. Bên đây biết sao không? Phải biết sao không? Huy là Huy làm theo tông thanh lịch, là Huy chiên từng cái vậy nè. Chứ không có chiên chợ búa mà đổ cái ào. Đổ cái ào về vô được, hiểu không? Ý mình lỡ chợ rồi. Trời, cái này đang ví dụ mà tự nhiên đổ vô đó chứ thì lúc đầu là tính chiên từng... Mình chiên lại không? Rồi mất công quá. Đây người ta nói ít mà người ta làm nhiều ha. Rồi ta chuẩn bị trang trí luôn. Trời ơi. Ủa, ta đi ta ra món rồi nha Huy ơi. Nói gì đâu à, ra món sớm. Ê, có chừng khét nha. Ủa, Phạm Hy đó là tên thật của anh hay là nghệ danh? Phạm Hy đó là tên nghệ danh. À, thấy ấp úng là biết rồi. Cái gì đâu mình mắc cỡ. Không, thật ra thì cái này thì hồi đó giờ Hy cũng chưa có bao giờ nói. Cái là tên là, thiệt ra là tên Huy. Nhưng mà tên Huy, người ta không kêu Huy, người ta thành Huy, Huy, Huy. Huy, đúng không? Thế là bỏ chữ U thì còn chữ Y. À, Hy. Hy trong hy vọng rồi đó, đúng không? Đó, hy vọng nha. Trời ơi, Phát ơi, lo nói chuyện cái cháy đồ nè, Phát ơi. Không, thiệt đây mình chia sẻ, lâu lâu mình lên sóng mình chia sẻ. Chương trình này chương trình nấu ăn, chứ không phải chương trình tìm bạn bốn phương. Cháy rồi em à. Cháy luôn rồi. Không có cháy đâu em, cái này nó giòn, ngon chứ cháy đâu mà cháy. Và các nghệ sĩ của chúng tôi sẽ có một cái quyền nữa, chính là sử dụng chiếc thìa vàng để nhờ đầu bếp làm gì làm. Sai gì anh làm đó. Nhưng mà nhờ, ví dụ như nhờ thì có bị trừ điểm hay gì không? Không. Dạ vậy giờ anh giờ làm cho em nước sốt. Rồi, ôi, chơi vậy ai chơi lại, chơi vậy ai chơi chơi. Ôi, thì bây giờ được quyền nhờ, mình có quyền mà nhờ. Bắt đầu. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Dạ mời anh về chỗ. Ủa, là phụ chưa? Là làm rồi hả? Phụ rồi. Là được một bước rồi. Rồi. Làm rồi đó em. Mình có sử dụng quyền không ạ? Không. Ta không có khả năng, ta mới sử dụng cái quyền đó. Đây, người ta là ngon lành rồi. Mà tính ra cái món này cũng dễ làm chứ hả? Dễ. Quan trọng là cái nước sốt thôi. Ha, anh chiên kỹ ra chưa? Rồi, chiên mình sẽ dựng này để nó... Mà trời ơi, ở dưới nó không chín, phải dựng đứng nó lên rồi, thấy chưa? Nhờ anh chiên vậy mà miếng thịt bò nó mất chất đó. Là nó dai nữa. Chi kỳ vậy á. Ham của anh là nó vừa vàng tới thôi, nó vàng ươm mà. Đẹp cái chứ? Đẹp. Đẹp cái chứ? Mình pha thêm một ít nước nữa. Trời ơi, cái này là hại đội bạn nè. Này chín chưa? Trời ơi, trời quên luôn á, không nhắc. Không nhắc là quên luôn á. Mình đi chơi game show á chị, chứ phải mình nấu ăn ở nhà chị ơi. Ờ, mình game chị. Chị giả bộ chị giao lưu rồi cho có tiếng nói đi chị. Tại chị đang đói em ơi. Bữa nay người ta chuyên nghiệp quá. Cái file này chắc cũng được rồi đó. Vớt ra được. Vớt ra luôn. Ừ, đem vớt ra. Trời ơi, chuyên nghiệp bây giờ để quanh coi bắt trước rồi. Đi vô cái đi. Chuyên nghiệp bây giờ thôi bây giờ chị đã chị. Anh mình đang làm gì ạ? À, chúng tôi là an ninh. À vậy hả? Tôi là cảnh sát ẩm thực đây ạ. À. Dạ mình chỉ việc xử yên đây thôi nhá. Mình đã hết quyền sử dụng chiếc thìa vàng rồi. Tại ông anh đầu bếp ông quý thì ông tính làm giùm mà Huy đã cản kêu đừng có làm. À. Tại anh nhìn anh làm mà anh hứa nghề đó. Wow. Như đám cưới với quê vậy đó. Hay quá. Rất ghê á. Ôi ôi, cái này anh bày biện như một bức tranh vậy đó anh. Bức tranh, anh là phong cảnh bức tranh. Tranh chấp á. Thế à. Mình... Ồ, sống rồi. Yeah. Trời ơi, ta còn dư giờ, ta lau dọn nữa. 10 điểm không có nhưng. 10 điểm không có nhưng. Quên. Ta dư giờ, ta nấu món thứ hai, món tráng miệng. Bây giờ em cũng mình đứng mình đợi mà. Hả? Đúng rồi, mình đứng quan mình sát. Giờ đói bụng quá. Đứng mình khi dễ bên đây đi. Nấu nhanh xong sớm mà nó dở cũng vậy, chủ yếu là ừ, đúng rồi. Chất lượng hơn số lượng. Hết giờ. Và như vậy là 20 phút đã trôi qua. Mời quý vị khán giả cùng Võ Tấn Phát chúng ta sẽ nếm thử nha. Xin mời. Rồi cái này là mình có cái ý đồ gì với cái cách trình bày này không ạ? Dĩ nhiên. Huy là Huy rất là khéo tay. Huy có thể trang trí một cái dĩa đẹp hơn bên kia rất là nhiều lần. Nhưng sao? Nhưng mà tại vì ngày hôm nay Huy muốn mang tới chương trình đấu trường ẩm thực của chúng ta một bức tranh. Mọi người nhìn vô, mọi người thấy màu xanh. Đây là... Nó đại diện cho gì? Nó đại diện cho mộc. Mộc. À, cây xanh. Cây là mộc. Cây xanh là mộc. Chén tiêu. Chén tiêu thì sao? Là thủy. À, có nước, có nước. À, thấy chưa? Nước là thủy. Hai cái miếng khoai tây nó ở dưới là giống như là đất. Đất là thổ. Nắm kim châm cho nên có chữ kim á. Đúng. Hay. Thật sự là Huy không có muốn nói cái điều đó ra để cho mọi người tự biết. Chứ không phải là mình cũng không biết. Quả thì dĩ nhiên là phải có lửa thì mới nấu được cái món ăn này. Đây là một cái bức tranh là kim, mộc, thủy, quả, thổ.
Khi mà cắn vô nha, cái xớ khoai tây nó quyện với cái xớ lưỡi, trời ơi, nó tạo nên một cái hương vị rất là ngon luôn, vừa ăn. Cho miếng nước đi. Ngồi dạ, trẻ về nó nha. Diễn giải rất là hay. Nhưng sao chứ nhưng là cái vế đầu coi như bỏ. Nhưng mà cái yếu tố thủy á, là mình nên để cái bên đây là một ly nước nó hợp lý hơn. Rồi bây giờ tới món của người đẹp. Wow, đẹp quá. Cái món này là mình trình bày với cái ý đồ gì hả Layla ha? Nó đơn giản lắm với Layla. Layla thích cái gì nó cũng vừa phải và cân bằng. Cái gì nó quá đó nó cũng không tốt giống như bên kia á. Về cái phần mà trình bày á thì của Layla rất là đẹp. Còn bên đây là bức tranh trù tượng. Trù tượng. Vị thì của Layla thì ngon hơn, còn của hơi hơi mặn. Hơi mặn chút xíu thôi à. Nghĩ sao cái món người ta vậy mà hơi mặn. Quá mặn. Cái nào đó vậy? Nó đúng đó. Cái nào đúng thôi chứ đừng có dùng thứ hơi. Vậy tao mới phục chứ. Đúng rồi, mặn, sai là quá sai. Quá mặn thì mà nó quá mặn. Đúng rồi, quá mặn. Cho ly nước. Ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng đến với phần công bố kết quả. Xin mời. Yeah, yeah. Trời ơi, cuối cùng thì lời nguyền cũng đã phá bỏ. Ủa? Là hả? Sao? Là sao vậy? Ủa thì là đó thì là thắng. Tính lại là sao? Nãy em cầm mà sao tự nhiên nó qua đó rồi? Đâu có đâu, nãy là anh đầu bếp nói là điểm là Huy cao hơn cho nên là Huy thắng rồi. Người ta chưa có công bố kết thôi, quả mà. Anh thắng đi, Phát. Không. Năn nỉ luôn á Phát. Năn nỉ gì? Hồi đó giờ anh chơi game show chưa bao giờ anh thắng một cái gì hết trơn á, trời á. Rồi bây giờ xin mời Tuấn Anh, chúng ta sẽ công bố người chiến thắng ngày hôm nay nhé. À, người chiến thắng ngày hôm nay là Layla. Layla. Xin được cảm ơn Tuấn Anh cũng như là cảm ơn hai nghệ sĩ khách mời đã đến thăm gian bếp của Đấu Trường Ẩm Thực và dành tặng cho quý vị khán giả món ăn vô cùng độc đáo, bên cạnh đó là những giờ phút giải trí cuối tuần. Và bây giờ tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.